Xin chào anh em và chú đã quay trở lại với kênh youtube của em Ngày hôm nay thì đồng hồ Văn em sẽ nên cho các bác hai mẫu dòng sản phẩm đồng hồ đến từ nhà Oren Ở bên em hiện tại bên em mới về nhá Với hai dòng sản phẩm này thì em có là hai chiếc hàng mới new 100% và mức giá nó loanh quanh rất là rẻ thôi khoảng độ tầm trên 3 triệu một chút và loanh quanh tầm 4 triệu là chúng ta đã có thể trải nghiệm được hai dòng sản phẩm này rồi với hai chiếc này thì tình trạng new Full Box 100% phần trăm và anh em xem qua hai chiếc này thì em đang có một chiếc Orange Bambino và một chiếc uh, uh, Orange Classic cổ điển. Thì nếu như mà anh em nào mà đang cần tìm hai mẫu dòng sản phẩm uh, thuộc cái phân khúc giá bình dân, dễ chơi, dễ lên tay, dây da, trẻ trung thanh lịch và bền, máy Nhật thì có thể liên hệ sớm nhất để đặt hàng với hai chiếc này các bác nhé Hiện tại thì hàng thì hộp sổ em có đầy đủ. Đó, hộp sổ em có đầy đủ cho anh em luôn và đối với hai chiếc này thì bên em vẫn sẽ bảo hành như mọi khi là sẽ bảo hành cho anh em chú 5 năm đối với hai chiếc này đó từ năm đầu tiên thì sẽ hỗ trợ cho anh em một phần trăm chi phí về máy móc kể cả do lỗi người dùng và từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em 50 phần trăm tất cả những cái chi phí nào mà anh em cần để bên em hỗ trợ cho anh em nhé đầu tiên thì em nên cho anh em một chiếc uh, orange classic đó, đặc sệt classic luôn các bác ơi À, rất là đẹp mã của chiếc này thì em có là Rn/ac0f07s gạch thì chiếc này hiện tại thì em sẽ để cho anh em mức giá chỉ có là ba triệu bảy trăm nghìn thôi nhá đó hàng mới new phong box một trăm anh em nhìn cái dây da của nó thì hiện tại thì nó vẫn là một cái chiếc uh, dây da mới đó, dây da mới chưa có tình trạng đeo hay bất kỳ một cái tình trạng xỏ xiên gì cả đó, dây sẽ là dây Oren anh em nhá dây là dây của hãng đó, và máy thì sẽ là máy mới cho anh em luôn Chiếc này thì nó sẽ là một chiếc có ore mặt trắng Để cho anh em lên tay Nói chung là mức giá 3 triệu 7 hỗ trợ cho anh em chiếc này Nên à, tay rất là chuẩn form và đặc biệt là dễ đeo à, Mặt thì là mặt số chảy tia nhá Với thiết kế 3 kim một nịch Đây là một cái thiết kế dresswap rất là dễ đeo Dành cho các bạn trẻ, sinh viên Uh, anh em văn phòng công sở hay là các bác chú thích uh, nhẹ nhàng không quá là cầu kỳ để có thể lên tay với chiếc này thì anh em xem qua về cái phần mặt số của em này thì đều là những cái phần uh, mặt số chảy tia nó chảy tia rất là sâu luôn nhé nó sẽ có tại những cái vầng sáng khác nhau uh, chạy ở trên cái phần mặt số này với thiết kế là ba kim một nịch thì đây là một cái thiết kế dễ nhìn đó rất là dễ nhìn với chúng ta sẽ có là thiết kế nịch ngày góc 3 giờ đây cho anh em sẽ có logo của nhà Oren được đặt ở góc hướng 12 giờ đó 12 giờ nhá và kim giờ kim phút của chiếc này thì nó sẽ có một cái thiết kế dạng kim kiếm thanh đòn uh, rất là nhỏ và gọn kim dây thanh mảnh như chúng ta uh, em sẽ nên thử với cổ tay của em uh, chiếc này thì uh, em sẽ đo qua xe mặt cho anh em xem qua nhé size của chiếc này thì nó là size 41.5 và độ dày ở đây em có là 11.8 thì nói chung là mức giá 3 triệu 800 nghìn à, Xin lỗi các bác 3 triệu 700 nghìn cho anh em lên tay chiếc này uh, Phù hợp, trẻ trung, đặc biệt là dễ đeo thì anh em xem qua với chiếc này em nên thử với cổ tay 16 của em thì cũng rất là hợp rồi đó cổ tay của anh em nhỏ hơn một chút vẫn có thể đeo được khoảng độ tầm 15.5 thì nên tay với chiếc mặt trắng đơn giản này thì cũng rất là ok này nó hay là lớn hơn nữa khoảng độ tầm uh, 17 hoặc là 18 thì nên tay chiếc này cũng rất là đẹp mặt kính thì anh em xem qua về cái phần mặt kính của em này thì nó chưa có bất kỳ một cái vết xước gì luôn anh em nhé mặt kính còn mới tinh luôn đó thiết kế là ba kim một nịch máy thì là máy nhật đó, chuẩn nội địa nhà cho anh em chứ không phải là bản quốc tế nhé Núm chỉnh thì sẽ có khắc logo của nhà Oren à, Benzen đánh bóng, phần càng cũng sẽ có thiết kế đánh bóng cho chúng ta Và chắc chắn rồi, hàng mới thì chưa chưa có bất kỳ một cái xước uh, sát gì ở trên cái phần thân vỏ này à, Khi mà anh em nhận hàng thì anh em cứ bóc hàng và kiểm tra thoải mái cho em nhé Chiếc này thì với em này thì sẽ có được trang bị nên có tay, nên có tự động Cũng như là kênh stop, dừng kim dây khi chỉnh giờ Đầy đủ hết cho anh em với hai chiếc này à, Em sẽ chỉnh ngài cho anh em này Đó, Chỉnh lịch ngài nhá và rút ra thêm một nấc nữa thì chúng ta sẽ có chỉnh giờ đó. và sẽ có chức năng là hacking stop dùng khi dây khi chỉnh giờ đo cái độ sai số của sản phẩm mặt đáy thì sẽ được trang bị một bộ mặt đáy hở nhá với cỗ máy này F6722 chúng ta sẽ có là 22 chân kính đó. 22 jewel và chúng ta sẽ có 21.600 thật số tự động và chỉ có tối đa khoảng độ tầm 40 giờ và chiếc này thì nói chung là trong tầm giá rẻ chúng ta chơi thoải mái rồi trên 3 triệu một chút là là chúng ta đã có thể trải nghiệm được một em của nhà Oren à, đầy đủ chức năng phụ cho chúng ta đó, và có hỗ trợ có tay tự động nữa đó, khi mà chúng ta đeo thì nó sẽ nạp có tự động cho chúng ta tức là chúng ta không cần phải nên có tay quá là nhiều chúng ta sẽ có là hàng máy in Japan nhá cỗ máy này F672 và chống nước của chiếc này 53 tương đương với 50m cùng với đó là một uh, thân thép không gì đó, thân thép này thì nó sẽ chống mài mòn, chống sức giam và chống oxy hóa rất là tốt Dây thì sẽ được trang bị một bộ dây da Đó, Dây da chính hãng và khóa thì sẽ có là khóa xiên của nhà Oren Nếu như mà anh em nào cần tìm đến chiếc này thì liên hệ sớm nhất qua cho em Hiện tại thì em có cả bản dây uh, kim loại nữa Nếu như mà anh em nào cần thì em sẽ hỗ trợ cho anh em đổi sang dây kim loại để... Mức giá thì nói nói chung là dây da và dây kim loại thì uh, hiện tại thì em vẫn để cho anh em một cái mức giá đồng giá nhau 3 triệu 700 nghìn nha anh em nhé Để cho anh em chơi nói chung là à, Vừa bán vừa giao lưu với anh em thôi Còn à, đồng hồ mà mức giá này thì nó rẻ Rẻ như cho luôn rồi Nó gần như là một cái chiếc đồng hồ pin luôn đấy anh em à, cao cấp, cấp hơn một chút thì Anh em chúng ta có thể tham khảo qua Với một cái dòng sản phẩm Cũng đặc sệt classic à, Pha chút hiện đại Thì chúng ta có một cái phân khúc Orange Bambino Thì chiếc này nó sẽ là một chiếc Orange Bambino Với mặt à, trải tia vân cát Uh, sẽ có mã là RN-AG0008N Với mặt của mặt số của chiếc này thì nó sẽ có những cái đường vân chảy tia uh, rất đẹp và sang Thì chiếc này thì uh, em sẽ giao lưu cho anh em mức giá là 4 triệu 500 nghìn anh em nhé Hàng thì sẽ là hàng chuẩn cho anh em luôn Đó, Mức giá chỉ có 4 triệu 500 nghìn thôi Và em sẽ đo qua xe mặt cho anh em xem qua về chiếc này Đó, Size thì sẽ là size 40.5 anh em nhé Size 40.5 và độ dày đây em có là 12.5 thì với size 40, 40.5 như thế này thì anh em nên cổ tay cho em đâu đó khoảng độ tầm 15.5 này anh em đã có thể nên tay đẹp với chiếc này rồi. Đó, mặt số sẽ là mặt uh, một bộ mặt kính khoáng cứng cong. Đó, kính khoáng cứng cong, chống va đập rất tốt và độ dày thì nó cũng không quá là cao. Nên là anh em hoàn toàn có thể đeo trên tay hợp với chiếc này kể cả là cổ tay nhỏ. Ngoài ra thì trước này thì nó sẽ có một cái viền nộ cơ góc hướng 9 giờ ở đây nữa cho chúng ta xem chiêm ngưỡng được cái bộ máy của chiếc này thông qua cái viền nộ cơ này anh em nhé. Sẽ có logo của nhà Oren với những cái bộ cọc số của chiếc này thì sẽ được thiết kế bằng thép và được in nổi ở trên cái phần mặt số này. Và mức giá chỉ có 4 triệu 500 nghìn thôi Nếu như mà anh em nào muốn lên tay và sử dụng em này Thì liên hệ sớm nhất để đặt hàng Qua hotline là 0347 808 219 nhé Và em sẽ lên tay thử cho anh em xem qua Cổ tay của em là cổ tay 16 thì em thấy là nên tay rất là hợp với chiếc này này Nói chung là cổ tay 16 thì uh, dây da nữa Trẻ trung và thể thao nữa với một cái thiết kế đường nội cơ Và 12 bộ cao số thì sẽ có thiết kế bằng thép và cũng khá là bóng bẩy Mặt số thì sẽ là mặt số kính khoáng, mặt khoáng nhé uh, Benzen đánh bóng phần càng phai xước cho chúng ta và trước này chúng ta sẽ cũng sẽ có một cái phần núm chỉnh được đạt ở góc hướng 3 giờ có logo của hãng. Và tất nhiên rồi, trước này thì chúng ta sẽ có là hàng nội địa Nhật và chúng ta sẽ có đầy đủ chức năng nên có tay nên có tự động và hacking stop dừng kim dây khi chỉnh giờ mặt đáy thì sẽ là mặt đáy hở được trang bị cỗ máy này F6T22 với 22 chân kính 21 hình 6 tần số tự động và chữ có tối đa khoảng độ tầm 40 giờ cho anh em mặt đáy là mặt đáy hở nhá thân thép là thân thép không gì Epson công ty mẹ của renmax in Japan và chúng ta sẽ có là chống nước của chiếc này là 30 m à, mức độ thông số chống nước như thế này thì đó cũng là một cái mức độ thông số chống nước vừa phải cho anh em Uh, đi mưa được nhé, đi mưa tắm giặt rửa tay bơi nội vừa cho anh em nhé uh, Mức độ thông số chống nước 30m đó. Nói chung là anh em cứ yên tâm và đảm bảo đi trời mưa to thì cũng thoải mái, nó không bị vào nước đâu đó. Dây thì vẫn là dây da của hãng thôi, chưa có bất kỳ một cái vết sỏ gì đó. Dây thì sẽ được làm một cái thiết kế dây màu xanh đen đó Nó cùng tông với cái phần màu mặt luôn Và chiếc này thì em thấy nó cũng khá là bóng anh em ạ nhìn cũng rất đẹp nhá và bát mắt luôn à, mức giá chỉ có là 4 triệu năm trăm nghìn thôi anh em nào muốn quan tâm muốn lên tay thì có thể liên hệ sớm để đặt hàng à, chất lượng hàng thì sẽ là hàng mới 100 phần trăm và hộp sổ thẻ thì em có đầy đủ nên là anh em cứ yên tâm nhá cảm ơn anh em rất là nhiều xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo